Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Gia đình đưa ca sĩ Ngô Quốc Linh về nhà tổ chức tang lễ. Của ca sĩ Ngô Quốc Linh vừa từ giả cõi đời vào 17 giờ 35 ngày 11 tháng 12 năm 2021 vừa qua. Sau một ngày, gia đình cùng bạn bè chính thức tổ chức tang lễ để đưa tiễn nam ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ của giọng ca chuyện tình bên ao cá được tổ chức tại nhà riêng ở quận 12 vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021. Người nhà mặc đồ tang, đội khăn trắng và gương mặt không giấu nổi nỗi đau buồn và mất mát. Gia đình cầm một tấm hình lớn của cố ca sĩ Ngô Quốc Linh lúc sinh thời, kèm theo đó là hũ tro cốt của nam ca sĩ đưa về nhà. Vợ và con trai của anh liên tục xoa phần hũ tro cốt của nam ca sĩ, dặn anh về nhà. Những bức ảnh cố ca sĩ tươi cười, ai nấy đều không khỏi xót xa và đau lòng. Trong livestream ngắn, người đại diện nói trên trang cá nhân của ca sĩ Ngô Quốc Linh, mọi người hãy cầu nguyện cho anh Nguyễn Duy Đức, tên thật của ca sĩ Ngô Quốc Linh, được về với Chúa. Được biết, gia đình đưa cố ca sĩ Ngô Quốc Linh về nhà và tiến hành tổ chức tang lễ cho anh trong vài tiếng tới. Vì tình hình dịch bệnh, những người đến đưa tiễn nam ca sĩ phải thực hiện quy định chống dịch đầy đủ và kỹ càng. Ca sĩ Long Nhật cho biết, khoảng 10 ngày trước, vợ chồng ca sĩ Ngô Quốc Linh có biểu hiện bệnh và mua bộ xét nghiệm tự kiểm tra, nhưng không thấy gì bất thường. Khoảng 3-4 ngày sau khi có biểu hiện mệt mỏi, hai vợ chồng nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á. Sau đó, tình hình chuyển biến xấu và nam ca sĩ đã không qua khỏi vào chiều tối ngày 11 tháng 12 tại Bệnh viện Xuyên Á, Củ Chi. Sự ra đi của cố ca sĩ Ngô Quốc Linh khiến nhiều người bạn, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Trước khi ra đi vì Covid-19, nam ca sĩ này rất trẻ trung, yêu đời. Nam ca sĩ cũng còn nhiều dự định gian dở với âm nhạc, làm giám khảo cuộc thi âm nhạc. Trong ký ức của những người ở lại, anh cũng là một người đa tài, giản dị và dễ mến.